Chào các bạn. Trong thời gian gần đây thì có rất nhiều bạn có yêu cầu mình là hướng dẫn cài cái tựa game GTA 5 ở trên điện thoại. Thì mình không rõ là các bạn xem được những cái clip mà người ta chơi cái tựa game này trên điện thoại đâu. Tuy nhiên thì theo mình biết, tính đến cái thời điểm hiện tại thì cái tựa game này nó mới chỉ được hỗ trợ trên cái phiên bản dành cho máy tính thôi. Còn ở trên điện thoại thì nó vẫn chưa được hỗ trợ, do đó thì các bạn vẫn chưa thể nào chơi được đâu. Một phần là bởi vì cái tựa game này nó có dung lượng khá là lớn, chỉ tính riêng cái phiên bản ở trên PC thôi thì nó đã có dung lượng lên tới hơn 60GB rồi. Còn nếu mà các bạn tải được những cái bản chuẩn ở trên Steam á, thì dung lượng của nó có thể lên tới hơn 65GB, rất là lớn và nó đòi hỏi một chiếc máy tính phải có cấu hình khá là tốt thì mới có thể chơi được. Và có lẽ thì có nhiều bạn đã từng thấy những cái clip mà người ta chơi ở trên mạng giống như các bạn thấy mình đang chơi trên cái điện thoại của mình. Thì thực chất ở đây mình đang sử dụng một cái phần mềm streaming để mình dùng cái điện thoại này của mình điều khiển một chiếc máy tính đã được cài sẵn cái tựa game GTA 5 ở trên đó. Thì đây mình cho các bạn xem qua cái máy tính nhá. Đó, thì đây là cái máy tính mà mình đang chơi này. Và mình dùng cái điện thoại này của mình để mình điều khiển cái máy tính này. Đó, như các bạn thấy. Nhiều bạn có đưa cho mình những cái bản game mà các bạn tải từ những cái file APK ở trên mạng á. Thì như cái bản APK này. Và nói đây là cái tựa game GTA 5. Thì thực chất đây chỉ là cái bản mod của cái tựa game GTA San Andreas, viết tắt là GTA SA thôi. Những cái bản này thì thường nó chỉ mod skin, mod nhân vật cho nó giống với bên GTA 5. Chứ còn cái lối chơi và cái cốt truyện thì nó vẫn rất là khác. Và hiện tại thì có một số người lợi dụng cái điều này. Họ cho các bạn xem những cái clip giống như vậy. Đó. Sau đó thì họ để những cái đường link tải tựa game này. Ở bên dưới là những cái link dẫn tới những cái chương trình virus hoặc là những cái phần mềm có chứa mã độc ở trong đó. Cho nên là các bạn nên cân nhắc trước khi xem hoặc là tải những cái nội dung như vậy. Nói chung là nếu mà Rockstar Game họ có công bố tựa game này ở trên điện thoại á, thì khi đó họ sẽ công bố ở chính thức ở trên những cái trang ở trên những cái kho ứng dụng chính thức như là CH Play hoặc là App Store để các bạn có thể lên đó để tải về, tránh tải những cái file APK hoặc là những cái phần mềm ở trên mạng. Bởi vì đa phần những cái phần mềm này nó không có chính thống. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Nếu mà các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích, hãy nhấn like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.